xe. Thanh báo và lỗi gì? Go round. Go. Thấy go. Ông Kim đứng lên thấy con đứng lên. Ah, ok. Sao thấy không sao? Yeah. We're driving on the beach. Driving on the sand. Yeah, driving on the sand. Not driving on the beach. We're going to party here. Driving in the water. You want to drive in the water, Kim? Huh? Yeah. You want to drive in the water? Yeah. Yeah, you want to put the car in the water? Yeah. No. It's dirty. No, break sand. Break sand? Yeah, broken sand. Say broken sand. Yeah, I say that one. Oh, even angel. Someone go to the swimming pool. Okay. Oh, my right bicycle, like your car. Oh, bicycle. Yeah, bicycle. Nặng lắm luôn á. Yeah. Em muốn lên lên đây nè, traffic lane kia. Em muốn lên thì lên đây nè đó, lái xe vô hotel lại. Mm-hmm. Không có đi tiếp. Four wheel drive only. Yeah. Oh really? Uh huh. Soft sand. Trời ơi, ta chạy có 5 mile. Vậy phải enjoy chứ. Cái con để vậy nó có quay được ra ngoài biển đâu. Ra chiếc máu gì? Anh dựa cái video này cho em coi. Build some beer, okay. My son, not now. We cannot send me more beer. Yeah, see the beach. Avocado, that sound. I sip. School bus. Oh, we have to follow. Yeah, it's not too early anymore. See? I see sand. Yeah. I see sand yet. Mm. I see it. Không được chạy over 10. So little bit is 4 miles per hour. Con learn later, con bắt sẽ teach you later. Mình có thể đậu xe đây một ra biển rồi trở lại được không? Hay là muốn đi chơi thôi rồi lát ra biển sau không em? Em muốn đậu xe đây rồi party ra biển nghịch nước rồi chạy trở lại không? Em muốn okay, sao? Ok, okay không? Đang vô rồi bơi ha. À. Mình đâu để xe đây, mình vừa thay đồ ra bơi. Không, mình để xe đây nè, đậu xe giúp người ta đây nè, rồi mình ra. Ra nghịch nước trong tí xíu rồi. Nghịch nước tí xíu rồi đi lên. Ok. À, vậy đi. Cool ha. Công nguyện đó. Công nguyện đó hả? Cha con ra. Trời ơi, giỏi quá. Kim so funny. Yeah, like that. Anh nhạc ha, Kim. Hello. Nè, quay đây. Mẹ lướt, con mẹ đó. Hello.